Kính thưa quý vị, máy tiêu khiển ở một khu giải trí ở California bị hư và đã giữ khách giải trí 300 feet trên không khí, tin từ Anaheim, California. Vào ngày hôm qua, 19 tháng 9 năm 2012, một máy tiêu khiển ở khu giải trí Not Very Farm bị hư và đã giữ khoảng 20 người khách 300 feet trên không khí trong 3 tiếng đồng hồ. Máy tiêu khiển ngừng lại sau khi hệ thống an toàn tự động bật lên. Một người mẹ đứng ở dưới nhìn lên thấy con gái bị kẹt ở trên cao mà không làm gì được để cứu vãn. Bà Gia Kumaro nói rằng, lúc đầu bà chỉ bị kích thích nhẹ, nhưng một tiếng đồng hồ sau khi con bà vẫn còn bị kẹt thì bà càng hoảng sợ hơn. Một người khách bị kẹt khác, ông Garrison thì có tinh thần tốt hơn và cho biết rằng chỉ có một điều không tốt trong vụ việc là ông bị kẹt trong lúc ông không hướng về phía mặt trời lặn. Vì vậy, ông cứ phải quay đầu để chiêm ngưỡng cảnh mặt trời lặn. Máy tiêu khiển liên quan trong vụ này có tên là Windseeker và đây là lần thứ hai trong 2 tuần liên tiếp máy đã bị kẹt và giữ khách trên cao.